Chiều 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn triển khai các phương án ứng phó với bão số 6. Cơn bão được dự đoán có sức gió rất mạnh, đường di chuyển phức tạp, có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Phú Yên. Tàu đánh cá của ngư dân tránh bão tại đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu Phú Yên. Ảnh Tấn Lộc. Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ngoài tàu thuyền đánh bắt trên biển, điều lo ngại nhất là có gần 10.000 người sống, làm việc trên hơn 91.000 lồng bè nuôi thủy sản ở các vùng ven biển. Ông Thế yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu nhanh chóng cung cấp số điện thoại toàn bộ các hộ gia đình, người dân đang sống, làm việc trên các lồng bè nuôi thủy sản. Cơ quan chức năng sẽ thông tin, gọi điện báo trước cho các hộ dân trên biết thông tin về bão, yêu cầu họ sớm vào bờ tránh trú. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên họp khẩn triển khai các phương án ứng phó bão số 6. Ảnh. Ông Trần Hữu Thế thông tin, khi cơn bão số 5 vừa qua đổ bộ, có hơn 50 hộ gia đình sinh sống trên lồng bè nuôi thủy sản ở Vịnh Dũng Rô thuộc huyện Đông Hòa không chịu di chuyển lên bờ tránh bão mặc dù đã được chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục. Lý do là người dân còn có tâm lý chủ quan, sợ mất tài sản. Rút kinh nghiệm từ sự việc đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu lãnh đạo các địa phương có biện pháp quyết liệt để đưa người dân vào bờ tránh bão. Trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều tàu quân sự hoặc cano loại lớn, tàu đặc chủng để thực hiện biện pháp cưỡng chế sơ tán dân, kéo các lồng bè vào bờ. Một số tàu cá bình thường không đủ công suất để kéo các lồng bè nuôi thủy sản, ông Thế chỉ đạo. Người nuôi thủy sản ở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu vào bờ tránh bão. Ảnh Tấn Lộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa cung cấp nhanh số điện thoại của tất cả các hộ dân sống trong các vùng nguy hiểm. Cơ quan chức năng sẽ thường xuyên gọi thoại thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ ứng phó với bão lũ. Trước khi xả lũ ở thủy điện sông Ba Hạ, phải gọi điện thông báo đến các gia đình trong vùng nguy hiểm. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, hiện có 162 hộ chăn nuôi gia súc trong khu vực lòng sông và dọc sông Ba. Đây là vùng nguy hiểm khi các thủy điện xả lũ. Điều chúng tôi lo ngại nhất là sự chủ quan của người dân trong việc ứng phó với bão lũ. Do đó, để ứng phó với bão số 6, chúng tôi sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán, bắt buộc di dời chứ chỉ bằng biện pháp tuyên truyền, vận động không thì chưa đủ, ông Trần Hữu Thế nói.